Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Giao ban công tác nội chính phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật quy hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu kiến nghị một số vấn đề để chính phủ tháo gỡ cho Hưng Yên nhằm đẩy nhanh phát triển khu đô thị, khu công nghiệp. Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng chủ động biện pháp tiêu thụ nhãn. Khu dân cư tiêu biểu Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ. Bắt giữ vụ vận chuyển gần 1 tấn lợn chết đã bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, các ngành trong khối nội chính đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Từ đầu năm đến nay, qua các cuộc thanh tra, ngành thanh tra đã phát hiện trên 200 sai phạm về hành chính, kinh tế và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 4 tỷ 500 triệu đồng. Công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng chống tham nhũng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp tục được duy trì theo quy định của luật phòng chống tham nhũng và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Công tác cải cách tư pháp, tiếp nhận và xử lý đơn thư được chú trọng thực hiện đúng trình tự theo quy định. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng những tháng đầu năm 2019 đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế cần phải quan tâm giải quyết. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nắm chắc tình hình cơ sở để xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh, nổi cộm, triển khai hiệu quả chỉ đạo của tỉnh ủy và các kế hoạch của tỉnh trong từng cơ quan, đơn vị ở từng lĩnh vực phụ trách. Thực hiện nghiêm Nghị định 35 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường chức năng quản lý trên tất cả các lĩnh vực, giải quyết và chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, vượt cấp, tăng cường đối thoại với nhân dân, nắm bắt tình hình cơ sở để đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và xử lý có hiệu quả các vụ vi phạm, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả âm mưu của các thế lực phản động. Viện Kiểm sát Nhân dân và ngành tòa án cần thực hiện tốt việc truy tố, xét xử các vụ án, không để chậm trễ, vướng mắc và đặc biệt không để xảy ra vi phạm trong quá trình tố tụng. Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành luật quy hoạch, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sau hơn một năm triển khai thi hành luật quy hoạch đã góp phần hoàn thiện thể chế, bảo đảm đồng bộ với luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Quy hoạch Quốc gia để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng, có văn bản hướng dẫn các bộ ngành địa phương sử dụng dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để thực hiện lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 theo quy định của luật quy hoạch. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng báo cáo khái quát tình hình triển khai luật quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Tại tỉnh Hưng Yên, việc thành lập và phát triển các khu công nghiệp thời gian qua có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, hơn một năm qua, hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do vướng mắc một số quy định trong luật quy hoạch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ ưu tiên xem xét việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 và quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp của cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Thứ nhất, đề án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp, Giao thông Vận tải xem xét thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch là yêu cầu thỏa đáng và tất yếu và cần thiết đối với sự phát triển khu nghiệp của địa phương. Đây là biện pháp từng bước nâng cao chất lượng quy hoạch, cũng là vừa là giải pháp để địa phương tận dụng tốt được cơ hội thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Việc đầu tư đường 5 cao tốc và đường nối 2 đường cao tốc đã mở ra sự phát triển một cách mạnh mẽ và cơ hội thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Hưng Yên. Thứ ba là dự án khu nghiệp dịch vụ Lý Thường Kiệt và mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 đã được lãnh đạo tỉnh Hưng Yên xác định là một trong những dự án trọng tâm và trọng điểm và cấp bách cần đầu tư trong thời gian tới để tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh và đã đăng ký rồi ký biên bản ghi nhận về vấn đề đầu tư với lãnh đạo tỉnh trong thời gian vừa qua. Tại hội nghị này, tỉnh Hưng Yên kính trình Phó Thủ tướng, Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ ngành xem xét để đưa cái khu công nghiệp dịch vụ Lý Thường Kiệt vào quy hoạch quốc gia của tỉnh để tỉnh thực hiện những lời cam kết với các nhà đầu tư chiến lược. Để tiếp tục triển khai nghị quyết số 11 của Chính phủ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thi hành luật quy hoạch, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt một số giải pháp cụ thể, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của luật quy hoạch, tập trung triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Các bộ ngành địa phương khẩn trương cung cấp các dữ liệu hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong vận hành, khai thác và sử dụng chung, trước mắt để đáp ứng cho nhiệm vụ triển khai lập các quy hoạch theo quy định của luật quy hoạch. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Phù Cừ khóa 19 khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ tăng 10,3%, tổng thu ngân sách đạt gần 600 tỷ đồng, đạt 71% dự toán. Huyện đạt 7 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương được thực hiện hiệu quả. 6 tháng cuối năm, huyện Phù Cừ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phấn đấu giá trị trên 1 hectare đạt 175 triệu đồng. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đặng Minh Ngọc ghi nhận và biểu dương kết quả mà huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu 6 tháng cuối năm, huyện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng công nghệ cao, bền vững, tập trung đầu tư hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyết liệt xử lý các vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đồng chí đề nghị mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp huyện và cấp xã trong việc giám sát và quyết nghị những vấn đề quan trọng của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò là cơ quan dân cử, người đại diện cho tiếng nói của cử tri và nhân dân trong tỉnh, thời gian qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các kỳ họp. Việc xem xét thông qua các nghị quyết có tính sát thực với cuộc sống được cử tri đánh giá cao. Các nội dung trọng tâm của Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới so với trước. Đó là tăng cường công tác giám sát, cho ý kiến, ngay từ khâu chuẩn bị báo cáo, tờ trình của các ngành hữu quan trước mỗi kỳ họp, đảm bảo ngắn gọn, nội dung xúc tích, đi vào từng công việc cụ thể, để từ đó thống nhất ra nghị quyết sát với thực tế. Cùng với đó, thời gian dành cho thảo luận và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các kỳ họp gần đây ngày càng tăng. Đổi mới và nâng cao cái chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh nói chung được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh rất quan tâm thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Để thực hiện được việc đó thì phải đòi hỏi
rất nhiều các cơ quan, các bộ phận phải thực hiện một cách rất đồng bộ thì mới thực đạt được kết quả cao nhất. Chúng tôi tổ chức cái buổi tọa đàm về nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đại biểu hội đồng dân cả cấp tỉnh và cấp huyện. Đây là một trong những khâu yếu trong cái quá trình hoạt động của chúng tôi nhận thấy. Và thông qua cái buổi tọa đàm đó thì mỗi đại biểu kể cả cấp tỉnh, cấp huyện đều nhận thức được, ý thức được trách nhiệm của mình cao hơn để tổ chức thực hiện tốt hơn, góp phần vào cái việc nâng cao chất lượng của hoạt động của hội đồng nhân dân nói chung. Theo bà Phạm Thị Nguyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kim Động, qua mỗi lần tiếp xúc sau kỳ họp, cử tri đều có ý kiến đồng tình việc Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng các kỳ họp cũng như hoạt động của hội đồng. Tôi thấy có cái đổi mới, cái thứ nhất là Hội đồng Nhân dân là lần đầu tiên tổ chức một cái kỳ họp chuyên đề về giáo dục. Và tôi là một trong những người làm trong ngành giáo dục thì cái buổi họp tiếp xúc cử tri về chuyên đề đó thực sự nó rất là sát thực tế và rất là bổ ích. Đấy. Với cái điểm sáng tạo nữa là đối với kỳ họp thì cũng đã có sự đổi mới, đó là dành rất nhiều thời gian cho thảo luận và chất vấn. Các tờ trình và báo cáo thì đều được đổi mới, trình bày một cách ngắn gọn, cô đọng. Là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, thông qua các cuộc tiếp xúc, ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri được từng đại biểu tổng hợp trình cấp có thẩm quyền, đồng thời lấy đó làm căn cứ để ban hành thông qua các nghị quyết sau mỗi kỳ họp. Trong đó, điểm nổi bật được cử tri trong tỉnh đồng tình cao đó là các kỳ họp vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian và ban hành nhiều nghị quyết về tam nông, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về chuyển đổi cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Tôi cảm thấy nghị quyết vừa qua thông qua của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đạt được cái mục đích mang lại quyền lợi cho người dân, nhất là sản xuất nông nghiệp, để hợp tác liên kết với các doanh nghiệp và người nông dân để tạo ra những sản phẩm Việt Gáp sạch để đảm bảo xuất khẩu cho các nước châu Âu cũng như vào Mỹ hay những thị trường khó tính, thì lãi suất của người nông dân sẽ được cao. Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 mới kết thúc ngày 1, đã xem xét cho ý kiến đối với 31 báo cáo và tờ trình thông qua 19 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế xã hội và nhiều nội dung mới được Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa vào chương trình làm việc theo đúng chức năng quyền hạn của mình. Ngay trong cái kỳ họp này, thì thứ nhất về nội dung là đưa thêm những nội dung về cho chủ trương về đầu tư các cái dự án trên địa bàn mà trước đây thì Hội đồng Nhân dân chưa làm hoặc là ít làm theo quy định của pháp luật hiện nay, hay là như cái việc mà các cái báo cáo tờ trình đều rất là ngắn gọn, rõ và thẳng những vấn đề. Chính vì vậy cho nên là tại kỳ họp này cái thời gian để thảo luận tổ và trả lời chất vấn trả lời chất vấn là hơn một ngày, với tổng số là 65 ý kiến phát biểu thảo luận tổ và tới 6 ông giám đốc các tư lệnh các ngành đã trả lời ý kiến, có lẽ cũng là một trong kỳ họp mà có nhiều ý kiến nhất. Nhờ đổi mới nội dung hoạt động, trong đó có việc tăng cường công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp về việc thực hiện nghị quyết cũng như giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đã có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, đó là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, để các hộ trồng nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp yên tâm sản xuất ngay từ khi chuẩn bị cho thu hoạch của vụ nhãn năm 2019 này, các thành viên trong Hợp tác xã Cây Ăn Quả Đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã chủ động các biện pháp tiêu thụ nhãn cho hội viên. Được thành lập từ năm 2017 với diện tích 30 ha, 20 thành viên trong Hợp tác xã Cây Ăn Quả Đặc sản Quyết Thắng ở thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên luôn áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nên nhãn luôn đạt chất lượng quả ngon, ngọt, đều quả, hạt nhỏ được nhiều nơi đặt mua. Chỉ tính riêng vụ nhãn năm 2018, Hợp tác xã cho thu 300 tấn quả, trong đó xuất bán 30 tấn cho các đại lý siêu thị
và hãng hàng không Việt Nam Airlines. Vụ nhãn năm 2019 này, hợp tác xã ước thu 80 tấn quả. Để các hộ yên tâm sản xuất, các thành viên trong hợp tác xã đã đi tìm hiểu thị trường, ký bao tiêu nhãn với một số doanh nghiệp siêu thị. Hiện bà con đang tập trung xuất bán một số diện tích nhãn cho thu hoạch sớm với giá bán từ 40 đến 50 nghìn đồng 1 kg. Nhờ tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, anh Hoàng Quang Tuấn, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu đã có thu nhập khá từ trang trại chăn nuôi tổng hợp. Năm 2006, gia đình anh Tuấn bắt đầu phát triển kinh tế trang trại với diện tích gần 3 mẫu, trong đó anh nuôi 1,1 mẫu ao cá. Để tăng hiệu quả kinh tế gia đình, anh thả xen canh nhiều loại cá. Trung bình một năm, gia đình anh xuất bán khoảng 20 tấn cá, diện tích còn lại, gia đình trồng nhãn với trên 400 gốc. Do áp dụng đúng khoa học kỹ thuật, năm nào vườn nhãn của gia đình anh cũng cho sai quả. Ước tính như vụ nhãn năm nay cho thu trên 10 tấn. Hiện mô hình trang trại tổng hợp đã đem lại cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định với doanh thu 800 đến 900 triệu đồng một năm. Không dừng lại ở đó, hiện gia đình anh còn thuê và mua thêm trên 7 mẫu đất quy hoạch trồng nhãn và nuôi cá. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Hưng Yên là 5,24, đứng thứ 41 toàn quốc. Môn toán Hưng Yên dẫn đầu cả nước, có nhiều bài thi đạt điểm 10 nhất. Trong đó có 11 bài thi đạt điểm 10 ở các môn giáo dục công dân, toán, lịch sử và sinh học. Đặc biệt, Hưng Yên dẫn đầu cả nước về số thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Cả nước có 12 bài thi đạt điểm 10 môn toán, trong đó Hưng Yên có 4 thí sinh đạt điểm 10 là Nguyễn Trung Kiên, trường Trung học phổ thông Ân Thi, Nguyễn Đức Trung, trường Trung học phổ thông Mỹ Hào, Trần Quỳnh Hương, Trung học phổ thông Trương Vương và Nguyễn Ngọc Bảo, Trung học phổ thông Văn Giang. Em Nguyễn Danh Tiến, trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo là một trong 7 thí sinh cả nước có 2 bài thi đạt điểm 10. Chiều 15 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông cho các thí sinh đạt tỷ lệ 91,87%, trong đó các trường Trung học phổ thông công lập đạt 96,13%, ngoài công lập đạt 76,34% và giáo dục thường xuyên đạt 78,4%. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có thể nộp đơn yêu cầu phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 14 đến hết ngày 23 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, sau 7 năm xây dựng mô hình thực hiện phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0, đến nay khu dân cư Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao từ các tầng lớp nhân dân. Trước đây, phong trào hỏa táng ở thôn Quảng Uyên chưa được bà con nhân dân hưởng ứng nhiều. Mỗi gia đình có tang đều phải đi mời các gia đình trong thôn đến, đóng cỗ 5 người một mâm, tổ chức trong nhiều ngày. Từ khi phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang, các đám cưới, đám tang trong thôn đã được tổ chức tiết kiệm, các hủ tục tốn kém dần bị loại bỏ. Từ đầu năm đến nay đã có 7 trường hợp đăng ký hỏa táng. Bố tôi ấy là cũng ốm, tôi thì hỏi bố là thế ý nguyện của bố thế nào, thì bố bảo là cái gì mà gọn gàng, sạch sẽ cho các con thì các con làm. Thì bố có đồng ý cho chúng con mang bố đi hỏa táng không? Thì bố bảo có. Tôi cũng thấy nó cũng giảm được nhiều. Hỏa táng xong về chỉ làm vài mâm là xong, còn nếu như không thì cũng rườm rà lắm. Thôn Quảng Uyên là một khu dân cư đông của xã Minh Châu với gần 3.000 nhân khẩu. Để phong trào thi đua lan rộng và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn đã luôn tích cực, chủ động tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào, vận động các gia đình ký cam kết, phong trào đi đúng, đi trúng vào những vấn đề hạn chế trong khu dân cư. Đến nay, các tệ nạn xã hội ở Quảng Uyên được đẩy lùi, 5 năm liền không phát sinh trường hợp nào nghiện mới. Nghĩa trang nhân dân được xây dựng theo hình thức nghĩa trang đồng bộ, góp phần tiết kiệm chi phí, quỹ đất. Vệ sinh môi trường được giữ gìn sạch đẹp, nhân dân tích cực đóng góp tiền, ngày công xây dựng nông thôn mới. Nhiều cá nhân ủng hộ trên 1 tỷ đồng làm đường nông thôn, xây dựng các công trình công cộng như ông Nguyễn Văn Kha, ông Nguyễn Văn Nhỉ. Trước kia là đám tang là cũng ăn cỗ ninh đình, kể cả đám cưới cũng thế, nhưng bây giờ cũng giảm đi rất là nhiều. Tới đây này cũng vẫn cứ tuyên truyền nhân dân tiếp tục thực hiện và để phát huy hơn nữa.
Với những kết quả đã đạt được, khu dân cư Quảng Uyên, xã Minh Châu là điểm sáng trong phong trào xây dựng khu dân cư 3.0 của huyện Yên Mỹ, tạo sức lan tỏa cao, được nhiều địa phương học tập và làm theo, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 15 tháng 7, kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, ông Nguyễn Thanh Quỳnh, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Trường Sơn, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, là cầu nối trong mọi phong trào của hội. Sinh năm 1950, 20 tuổi, ông Quỳnh tham gia thanh niên xung phong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ năm 1977, ông trở về địa phương và tích cực tham gia các hoạt động của hội. Sau 2 năm giữ vai trò là Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Hưng Đạo, ông Quỳnh trở thành cầu nối, giúp các cựu thanh niên xung phong trong xã và huyện gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm hay, làm kinh tế để về áp dụng vào gia đình mình. Là thành viên của tổ hợp tác xã trồng nhãn, ông tích cực kêu gọi các thành viên tham gia, hợp tác để hướng đến sản xuất sản phẩm an toàn, cung cấp cho thị trường. Đến nay, Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Hưng Đạo đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế với thu nhập hàng năm từ 50 triệu đến 100 triệu đồng, như mô hình của ông Nguyễn Thế Bầu, Lê Hữu Túy, Nguyễn Văn Trưng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân tổng kiểm soát đối với xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô. Kế hoạch tổng kiểm soát được chia thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 29 tháng 7, đợt 2 từ ngày 30 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 8. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ. Trong đó tập trung tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ 5, quốc lộ 39, quốc lộ 38B và tuyến đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình để kiểm soát ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô. Trong quá trình kiểm tra tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, lưu thông không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm. Qua ghi nhận, tại một số đơn vị trong buổi sáng ra quân đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm với các lỗi chạy quá tốc độ, đi sai phần làn đường và người điều khiển phương tiện, xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Qua công tác trinh sát, vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 13 tháng 7 tại thôn Dâu, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, các trinh sát phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường số 4, cục quản lý thị trường tỉnh và công an thị xã Mỹ Hào cùng chính quyền địa phương phát hiện vụ vận chuyển gần 1 tấn thịt lợn đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 99C14947 do Nguyễn Thế Khanh, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là lái xe, đang trên đường vận chuyển 910 kg thịt lợn chết, đã chuyển màu và bốc mùi hôi thối đi từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về thị xã Mỹ Hào để tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận số thịt lợn trên xe gồm 9 con đã xẻ thịt. Khanh nhận vận chuyển thuê cho chủ hàng ở Bắc Ninh với giá 200.000 đồng. Hiện tổ công tác đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số lợn chết trên, bàn giao cho đội quản lý thị trường số 4, xử lý, ra quyết định phạt Nguyễn Thế Khanh 10 triệu đồng về hành vi vận chuyển động vật chết không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số lợn chết theo đúng quy định, tiến hành xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ hàng để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.